Đại Bổ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại nước Savatthi, rừng Seta, vườn ông Anathabindika, trong am thất cây Kareri. Lúc bấy giờ, số đông các vị kheo đi khất thực về. Sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại Hoa Lâm Viên Đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá loài người nghe được câu chuyện này giữa các tỷ kheo. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm Viên Đường. Khi đến xong, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn hỏi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, câu chuyện gì các người đang ngồi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các người? Khi được nói vậy, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại Hoa Lâm Viên Đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân, đây là tiền thân. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con thời Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, các người có muốn nghe pháp thoại thuộc về tiền thân không? Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời. Để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, các người hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Dạ vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, 31 kiếp về trước, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong 31 kiếp ấy, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, nay ta bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sanh thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana.
Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Konagamara, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Gotama. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 8 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 7 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 6 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 4 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Konagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 3 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ của loài người là 2 vạn năm. Này các tỷ kheo, nay tuổi thọ của ta không bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng 100 năm hay hơn một chút. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Bundarika. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Sirisa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Konagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Nikroda. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Asatha. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Khanda và Tisa. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Apipu và Sambhava. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Sona và Uttara. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Vidura và Sanjiva. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Konagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Bijosa và Uttara. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Tisa và Paravaya. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của ta là Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có 3 tăng hội. Một tăng hội 68 triệu tỷ kheo, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi,
bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội: một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội: một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo, một tăng hội 6 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội 4 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội 3 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội 2 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có một tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc A-la-hán. Này các tỷ kheo, nay trong thời của ta có một tăng hội 1250 tỷ kheo, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Asoka, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Kebankara, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Upasannaka, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Bodhiya, vị này là thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Sotthiya, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Sabbamitta, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, nay ta có vị thị giả tỷ kheo tên là Ananda, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Aruna, mẫu hậu tên là Papavati, kinh thành của vua Aruna tên là Papavati. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Supatita, mẫu hậu tên là Jasavati, kinh thành của vua Subhatita tên là Anupama.
Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kakusanda bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Agidata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Visakha. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khema, kinh thành vua Khema tên là Khemavati. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Konagamana bậc A La Hán chánh đạm giác tên là Sanayata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Uttara. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Sova, kinh thành của vua Sova tên là Sovapati. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đạm giác tên là Brahmayata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Janavati. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Kiki, kinh thành vua Kiki là Varanasi. Này các tỷ kheo, nay phụ vương của ta tên là Suddhodana, mẫu hậu của ta tên là Maya, kinh thành tên là Kapilavatthu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, giảng xong thiền thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Hay là chư thiên mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ. Các vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thế này. Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Bây giờ Thế Tôn vào buổi chiều tối, sau khi xuất định, liền đến Hoa Lâm Viên Đường, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xong, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay các ngươi ngồi luận bàn vấn đề gì?
đề tài gì đã được luận bàn giữa các ngươi? Khi được hỏi vậy, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây đã khởi lên giữa chúng con. Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay đại thần lực, đại oai lực của Như Lai! Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cùng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cùng nhớ đến danh tánh, cùng nhớ đến tộc tánh, cùng nhớ đến tuổi thọ, cùng nhớ đến hai vị đệ tử, cùng nhớ đến các tăng hội như sau: các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát đi mọi đau khổ. Như Lai cùng nhớ đến chủng tánh các vị này, cùng nhớ đến danh tánh, cùng nhớ đến tộc tánh, cùng nhớ đến tuổi thọ, cùng nhớ đến hai vị đệ tử, cùng nhớ đến các tăng hội như sau: các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Hay là chư thiên mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ, các vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau: các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thế này. Bạch Thế Tôn, như vậy là vấn đề bàn luận giữa chúng con khi Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, như vậy là pháp giới ấy được khéo chứng đạt bởi Như Lai. Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát đi mọi đau khổ. Như Lai cùng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cùng nhớ đến danh tánh, cùng nhớ đến tộc tánh, cùng nhớ đến tuổi thọ, cùng nhớ đến hai vị đệ tử, cùng nhớ đến các tăng hội như sau: các bậc Thế Tôn ấy sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cùng nhớ đến chủng tánh các vị này, cùng nhớ đến danh tánh, cùng nhớ đến tộc tánh, cùng nhớ đến tuổi thọ, cùng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến tăng hội như sau:
Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như vậy. Này các tỷ kheo, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỳ kheo, cách đây 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác thuộc danh tánh Kondana. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác tuổi thọ đến 80,000 năm. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác tên là Khanda và Tisa. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội: một tăng hội 68 vạn tỳ kheo, một tăng hội 10 vạn tỳ kheo, một tăng hội 8 vạn tỳ kheo. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỳ kheo tên là Asoka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, phụ vương Thế Tôn Tỳ Bà Thi bậc A La Hán chánh đẳng giác tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, kinh thành của Panduma tên là Panumati. Này các tỳ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Bồ Tát Vipassi sau khi từ giả cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai. Này các tỳ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi Bồ Tát Vipassi từ giả cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ba vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, các vị hoàng tử và dân chúng, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới không có nền tảng tối tăm u ám. Những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây, và 10,000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của dư thiên hiện ra ở thế giới. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, 4 vị thiên tử đứng canh gác 4 phương trời và nói: không cho một ai người hay không phải loài người được hãm hại vị Bồ Tát. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, rượu nấu. Pháp nhĩ
là như vậy.